Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thằng Mỹ Linh. Mỹ Linh chúc các bác có một ngày mới vui vẻ và thành công trong công việc. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì cháu Linh cũng tiếp tục quay trở lại đỉnh Hấu Chua và tiếp tục lên trao những phần quà. Hôm trước thì Linh có nhận được phần quà của cô Huyền ở Hải Dương đó, có gửi là 500.000 đồng, trong đó là 300.000 đồng cho bố của bác Xính và 200.000 đồng cho một anh ở khu vực Khoang Bằng Đá. Hôm trước có đi chân đất nó thì chị có gửi cho là 200.000 và 300.000 là cho bố và bác Xính. Và hôm nay thì cháu Linh lại tiếp tục quay trở lại Hấu Chua để tiếp tục vào xem chỗ gia đình nhà bé Thò hiện tại làm nhà nào. Thì trong ngày hôm nay thì cháu Linh cũng mang được một số lá cờ Tổ quốc của chú Tất Thắng để lên treo ở trên cái khu vực Hấu Chua này. Nó đặc biệt là sẽ cắm ở chỗ nhà của anh Xà, nhà của chị Mai với cả hai nhà này trước, sau đó là lên chỗ nhà của A Pó cắm với cả nhà của em trai A Pó cắm với cả nhà của bác Sò, bác Xính, nó sẽ cắm những nhà trên đó. Thì sau đó thì những cái nhà sau ấy xong thì như ở nhà bé Thò này, nhà của A Lử xong thì sẽ lên cắm sau. Chào mấy anh em nhá, hôm nay là đến giúp anh Xúa làm nhà à? Đấy thì đang bảo là hôm nay em cũng tiện lên ấy, thì có gì cái lá cờ đấy tí cắm ở chỗ nhà của anh Xà một cái với cả nhà của chị Mai một cái nhá. Sau đó tí nữa A Pó là đi cùng Mỹ Linh đi lên trên chỗ nhà em trai của A Pó để cắm một cái đấy nữa với cả nhà bác Sò một cái và bác Xính một cái. Xong tí A Pó đi cùng Mỹ Linh nhá. Đó. Đấy bây giờ ở đây có 10 cái thì bây giờ là trước tiên là cứ đi cắm nhà anh Xà trước đi nhá. Sau đó là Linh sẽ đi xong cắm ở nhà chị Mai, sau đó Linh sẽ lên xem nhà bé Thò xem là hiện tại là mọi người đang làm nhà nào rồi. Trong buổi sáng này mọi người làm thế nào rồi? Đổ dâm chưa? Chưa đổ à? Đấy, lấy hai cái ra thôi. Nhà anh Xúa, nhà anh Xà chắc là cắm luôn đoạn này nè. Không. Cắm ở đây. Không, cắm ngoài này cơ. Đấy, đúng rồi. Có bị dính dây điện đâu? Không dính được đâu gì. Đấy, xong kiếm một cái trống đấy. Sau đó là hôm trước thì ở cái tuyến đường dân sinh mà chỗ cô Dự có ủng hộ bao xi măng ấy, thì hiện tại mọi người đã đổ xong thế này nhá các bác nhá. Sau một lúc nữa cháu Linh sẽ đi lên trên chỗ nhà bé Thò xem mà hôm nay mọi người đang làm như thế nào rồi. Không biết là đã đổ dầm chưa, vừa hỏi anh Xà thì bảo chưa đổ dầm. Đó các bác ạ, thì hôm nay cũng là một ngày ý nghĩa đây. Bắt đầu là cắm lá cờ Tổ quốc Việt Nam rất là thiêng liêng ở trên Hấu Chua đây. Chị ơi, không, cứ chọc vào đi. Đấy. Buộc vào. Đấy, chỗ bên kia thì Linh đang nhờ chỗ A Lử là giúp chị Mai cắm một cái đó. Mấy hôm nữa chỗ nhà bé Thò xong thì sẽ cắm trên nhà bé Thò với cả nhà A Lử. Đâu? Bây giờ là bắt đầu là cắm lá cờ Tổ quốc nhá các bác nhá. Rất là thiêng liêng ở trên đỉnh Hấu Chua đây. Đó. Đấy, xoay cái lá cờ đi xuống dưới. Xoay đi xuống dưới này. Đấy, đúng rồi. Đó. Đấy, cắm đi. Xong là chôn đi. Lấy đá chèn vào. Đấy, đưa đúng không? Đấy, chèn thêm một hai cái cho nó chắc. Tại vì ở đấy nó cũng có một cái lô đá rồi các bác, nó cũng thẳng nượt xuống luôn. Thì mọi người chỉ cần kè đá vào thôi. Mấy giờ hôm nay là A Pó xuống giúp mọi người làm nhà rồi? 7 rưỡi. 7 rưỡi à? 8 giờ Linh lên thì 7 rưỡi Linh từ nhà đến thì 8 giờ đến đây thì chắc là A Pó mới đến một lúc.
chèn chắc vào. Tết năm nay là bà con ăn vui Tết vui vẻ đấy. Ôi, tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời. Chèn nốt một hai cái nữa. Lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Ờ, bây giờ anh em sang bên kia hộ A Lử làm bên kia với. Xin nhân là im gì mà lòng à. Sang bên này làm nốt cái bên kia. Hôm nay là sẽ cắm ở hai nhà này trước. Vì trên này là còn hai nhà nữa thì đang xây dựng thì mấy nữa là xây xong thì sẽ làm sau. Đó các bác, đây là đang cắm lá cờ Tổ quốc ở chỗ khu vực nhà của chị Mai nhá. Đó, tuyệt vời đấy. Đấy. Đóng cột đi vào cho nó đảm bảo. Đó, bên kia đã cắm xong ở chỗ nhà của anh Xà rồi. Chị Mai đi hái rau về à? À. Đấy, cắm lá cờ nhá. Đấy, nhà anh Xà ấy có lá cờ nhìn nhà đẹp hẳn luôn nhờ. Thiêng liêng đấy. Được rồi đúng không? Ủa, hiện tại thì Linh đang lên trên chỗ nhà bác Trơ đây. Chào bác gái nhá. Bác Trơ về chưa? Chưa về à? À, tí nữa về đúng không? Hôm qua về chưa đến à? À, vừa về đến Hà Giang thôi. Đó, hôm nay là cũng một ngày rất là ý nghĩa. À, đi cắm lá cờ Tổ quốc ở trên các hộ dân ở trên khu vực Hốc Chua đây. Xem là tí đục đá nè. À đục à, một ngày ta là 6 tuần thì đấy mình khắc khó. Để đục lỗ để tí mình cắm. Cắm ở đâu được nhỉ? Để xem tìm chỗ đẹp nhất. Chắc là chỗ này đi nhỉ. Chỗ ngay gần đoạn này này. Ừ. Không, trên tí chỗ cái đá kia đấy. Không cắt gọn được cái cây vào được. Ờ, thế cũng được. Miễn là nó chắc chắn là được. Rất là thiêng liêng nhé các bác. Đợi một tí đã. Ờ, bây giờ lá cờ rất là thiêng liêng là bắt đầu là được cắm ở nhà bác Trơ nhá. Đấy, chôn này, chôn vào đi. Chôn đất vào đi. Trời hôm nay thì khá là sương, khá là dày đặc. Đấy, năm nay bà con ăn Tết là vui vẻ rồi. Đấy, chèn đá vào. Rồi. Ok. Bác Trơ là tí nữa chiều nay mới về à bác gái? À. Rồi rồi. Thế nhá, được nhá. Đó. Cứ cắm ở đây để ăn Tết nhá. Bà con thì ít khi biết cắm lá cờ lắm các bác. Hôm nay mới ăn lá cờ đây cắm để cho bà con nơi biên cương Tổ quốc. À, đánh dấu lãnh thổ. Có nhờ, đi sang nhà Apo nhờ. Em ở Apo về chưa? Chưa về. Chưa về à? Thứ tư về à? Nhà Apo này là bắt đầu là hai anh em là bắt đầu là chia tài sản rồi đúng không? Chia rồi đúng không? Nhà kia là của em trai luôn à? À, bây giờ là hai vợ chồng là ở nhờ thôi á. Mấy nữa giả dụ em trai mà lấy vợ là mình lại phải đi chỗ khác à? Ừ, đúng rồi. Ở trên vùng cao thì thường thường là em trai sẽ là được ở nhà của bố mẹ. Còn anh trai sẽ phải là đi ra ở riêng.
Thế bây giờ sẽ sang chỗ nhà của chỗ bó ở cùng với em trai để cắm ở nốt nó thêm một cây nữa các bác. Đèn năng lượng này buổi tối nó có sáng không? Sáng à? Đỡ ghê hơn ngày xưa đúng không? Ngày xưa là không có đèn là cứ tối om. Ấy, cắm ở trước cửa nhà luôn. Đấy, chặt thêm một cái cây nữa. Bây giờ là bắt đầu là cắm lá cờ ở chỗ nhà Apo sinh sống cùng với em trai đây. Xong rồi mình đi xuống nhà bé Thò luôn nhờ. Đấy. Cho nó vỉa ra phía bên ngoài này tí. Đấy, đúng rồi. Sẽ cố gắng là khắp các nhà ở trên hố chua này là ai cũng cắm lá cờ. Được chưa? Ok chưa? Rồi, ok, đi. Hả? Đấy, đóng cửa đi. Đóng cửa. Ừ. Mọi người đây khiếp rồi các bác, thả mo luôn. Cháu Linh phải đi số 1, số 2, đi các bác. Về vậy. Đi từ ơi. Sợ đấy. Nó đi số 1 rồi. Đó, mấy nữa là cái tuyến đường này cố gắng xem là sang năm được các bác hỗ trợ thì sẽ kè thêm đá ở đây để đi đỡ ghê các bác. Thực sự là không kè đá thì đây nguy hiểm quá. Trời sương hết rồi. Phải thấy là mây bao phủ hết rồi. Sương bao phủ hết. Hôm nay thực sự là một ngày cũng khá là ý nghĩa khi cháu Linh quay trở lại ống chua. Bây giờ cháu Linh sẽ đi xuống nhà bé Thỏ để xem mà quá trình làm nhà gia đình nhà bé Thỏ hiện tại là như thế nào rồi. Sợ quá, ui, khiếp quá ba người vực rồi. Mọi người thấy rằng bây giờ sương bắt đầu là che phủ những ngôi nhà mái tôn xanh của bà con ở hố chua đó. Thời tiết khá là khắc nghiệt. Hiện tại Linh đang ở trên cái cung đường đi xuống chỗ gia đình nhà bé Thò nhá. Bắt đầu là che kín rồi, dần dần là không nhìn thấy rồi. Ây à, chào bác trời nhá. Vâng. Muốn đi làm về à? Về đâu. Ủa ôi. Đi đâu bây giờ? Đi về nhà. Đi về nhà. Cháu vừa lên nhà bác xong, vừa lên cắm lá cờ. Ừ. Hỏi bác gái là bảo bác là về chưa, bảo là chưa về, bảo là hôm nay về thôi. Ừ. Vừa thấy về đây. Vâng. Nhìn đẹp trai hẳn ra nhờ. Ừ. Giờ. Dày da ấy nhờ. Ừ. Thế là đi hỏi một tí là đi đâu đấy, vợ đi đâu? Vợ không biết rồi. Vợ không biết à? Ờ, không biết rồi. Cắt tóc nhìn đẹp trai nhờ. Chắc là nhớ vợ quá bây giờ vội về đúng không? Thế cháu Linh hỏi là đi làm có làm được tiền không? Vâng. Hả? Tòn đạo à? Không được bao nhiêu à? Không được bao nhiêu đâu, được 1 triệu thôi. Được 1 triệu thôi à? Ừ, 6 triệu 8. 6 triệu 8 à? Ừ. Thế là lúc đấy là vừa đi xe khách về? Ừ. Hả? Vừa đi xe khách về đúng không? Đúng chứ. À, đúng chứ.
Thôi bác về đi nhá, hôm nào lên nhà chơi nhá. Bà. Chắc là nhớ vợ quá, bây giờ là chạy đi về nhà vợ đây. Đấy bảo A Lử đeo về, ui dồi ôi. Đi nhờ A Lử kìa. Đây bây giờ Mỹ Linh sẽ lên trên chỗ nhà của bé Thỏ bác. Để xem là cái tiến độ làm nhà hiện giờ đến đâu à. Đấy, vừa gặp luôn là bác chơi là vừa đi làm về nhá các bác. Vừa lên trên nhà bác cắm lá cờ xong rồi bác đã về đến đây rồi. Cháu chào ông nhá. Ồ, đội trẻ con này lại chơi đây à. Không đi vào nhà sửa lửa đi, cứ đi ra đây rồi, lạnh này không sợ ốm à hả? Mấy đứa trẻ này. Quen mình quá rồi, bây giờ không biết ngại cơ mà, cứ thấy mình là cười thôi. Chào chị Chúa với cả anh Vừa nhá. Hôm nay bắt đầu tạo quân à? Làm dâu đúng không? Này, vợ chồng. Ê, các chị em phụ nữ là hấu chua là ai cũng giỏi. Chào chị Mai nhá. Đi vào sửa lửa hết đi. Xem là mọi người trong này là trong ngày hôm nay là không biết nhà bé Thỏ đang làm gì đây. Mọi người làm cây trống này chắn đây hết rồi. Chào anh xuống nhá. Đang làm dầm à? Đấy, trong ngày hôm nay là mọi người đang làm dầm để đổ ấy. Nhà của A Lử thì hôm qua đã bắt đầu là đổ cái dầm ngang này rồi. Hôm nay có bao nhiêu người đến giúp ấy, anh Xúa? Vẫn như hôm qua thôi à? Lạnh quá, hò liên tục. Đấy, cố gắng làm nhanh một chút nhưng mà nhanh thì cái thời tiết nó lại không ủng hộ các bạn. Bên này không ngăn gạch ra để rộng ra luôn à? Hay đổ dầm xong mới ngăn ra? Xong ngăn rộng ra cái phòng cho nó rộng. Hôm trước là làm lỗi quá. Nhắc thế rồi nhưng mà vẫn. Vì hôm trước cháu Linh phải đi về thành phố ấy, thì có Lử lên nhưng mà Lử lại không rõ. Bên này chị em đang nấu cơm. Xin chào nhá. Đang nấu cơm hả chị Dính? Bây giờ còn biết bảo là tua đến rồi. Chào Tú nhá. Chào bà nhá. Hôm nay bà cũng xuống giúp đây. Đang xào cá mắm à? Cá mắm là hôm trước chú Hà ở Đồng Nai, chỗ Biên Hòa Đồng Nai cho đấy các bác. Mắm mỏ đây là bà chan cho bà ăn à? À cho Tú ăn à? Bà chan cho Tú ăn đi. Tú rất đói rồi. Lạnh này chỉ thích ngồi bên bếp lửa thôi các bác. Bác xem ăn cơm trắng với cả cá mắm thôi nhưng mà trẻ con đây Linh cũng rất là phục là béo muốn mím luôn các bác. Lạnh đến núi mà mỡ nó còn không tan nhờ. Bác nhìn mỡ nó còn không tan kìa. Tí nữa là trong buổi chiều nay là đổ luôn à anh Xúa? Đóng thì nhanh thôi mà, bây giờ đóng sắp xong rồi đây. Tí nữa đổ luôn đi để kịp tiến độ ấy. Chào
Chắc phải đến chiều hơn được. Tầm chiều là được rồi. Anh Sa đang đóng lại dầm đây. Chắc phải cắt cho nó bằng bằng ấy. Anh Sa. Đấy, không thì nó lại chỗ nhấp nhô, chỗ lại xấu. Xong chưa? Hôm nay làm được mấy cái rồi? Cái này nữa là xong 3 cái rồi. À, tổng là 4 cái đúng không? 2 cái. Làm 2 cái ở bên hai bên hiên bên kia thôi đúng không? Đây sáng này làm xong 2 cái rồi các bác nhé. Trẻ con thì cứ cắm ở nhà anh xuống rồi à? Nhà anh xuống không để với hôm nữa cắm sau được. Để làm nhà xong đó. Trần ông ở tàu tre kìa. Đấy xong buộc không à, gửi ở dưới nhà anh xuống được. Nhà ông bà nhà anh xuống đây. Cất ở chỗ nhà của ông bà ấy. Mấy hôm nữa chờ mấy nhà này xong cái là cắm cả mấy nhà này luôn với cả trên nhà bác Sò nữa, bác Xính nữa. Lúc đấy thì Linh cũng quên gửi cái số tiền là 300.000 cho bố bác Xính. Tí nữa Linh đi xuống dưới đường kia thì Linh sẽ gửi cho bác Xính thì đang làm thuê ở phía dưới. Ôi không nghỉ đâu nhá. Chỉ còn nghỉ quá. Đấy, cất cái cây đi, mấy đứa dùng cái đến cái cây trúc đấy. Chị xuống vậy như ốm hay sao ấy nhở? Ốm à? À. Thấy người mình mệt. Chắc là thời tiết lạnh quá các bác, thay đổi thời tiết đấy. Bắt đầu đỏ. Giữ lại lá cờ đây mấy hôm nữa lấy nhá. Căn đo từng centi cho nó chuẩn các bác. Không thì nó lệch là xấu ngay. Máy cưa là cắt đấy. Cắt cây làm cây trống đúng không? Đấy. Cho các chơi đây. Hết xăng à? Hay bị lỏng ấy anh vừa. Lại gặp trục trặc gì rồi? Máy này dùng lâu chưa? Lâu rồi. Lâu lắm rồi. 6-7 năm rồi. 6-7 năm rồi á? Nó
bị lỏng đúng không? Nó lỏng nó cứ tuột ra các bác. Đàn ông ít quá các bác, đàn ông có 4 người thôi. Lực lượng nhà bé thỏ cực kỳ ít. Lạnh quá ai cũng hò. Hả? Anh em nghỉ ăn trưa đấy. Tí nữa làm tiếp, ăn xong rồi làm tiếp. Nghỉ ăn trưa đi bố ơi. Rửa tay đi. Sao hết nước nóng à? Cắt ớt à? Còn ớt không? Hết sạch rồi đúng không? Giống như đợt làm đường nha, mấy cây ớt ở đường là ăn sạch hết luôn. Thôi rửa tạm nước lạnh cũng được. Lạnh quá không? Không phải lạnh quá các bạn. Thôi rửa cái là chạy ra lửa xong rồi ăn cơm. Vâng, mọi người ăn đi, em vào ăn cùng cho. Đi ăn trực của bà con này. Đấy, sửa lửa luôn. Ok. Rồi, ăn đi. Nghe em đi. Đấy, bữa cơm tạm ăn trưa các bác. Mẻn mén với cả cá mắm rồi. Ngon đấy. Sao ngồi đi. Cơm. Thôi không được, ngồi đi. Anh còn cái ghế nào sạch sạch không? Đòi à? Ngoan nhỉ, ngồi đằng sau lưng mẹ mà không kêu gì. Ngồi đi, đây vợ Apo ngồi bên này. Vợ Apo đứng bên này. Tôi tỏ đi. Thiết đâu nhỉ? Mời các bác nhé. Ôi sao múc 2 bát đây, cho cổng nào về mà. À đấy, để sang bên kia. Mời các bác nhé, làm đĩa mềm mén, bát mềm mén với các bạn. Không hôm nay lại không ăn bát à? Chơi máy bay thẳng luôn à? Hả? Vội quá. Vội quá à? Bà con là vội vì ăn thìa đúng không? Còn bình thường là mình sau này... Không, đấy, ăn bát thì nó mới đảm bảo. Đưa em xin. Thôi, cứ máy bay thẳng bà con luôn được. Mọi người bảo là vội quá nên là mọi người biết ăn thìa nhé các bác nhé. Không thì đa số là người ta ăn bằng bát hết. Mời các bác. Con gì đấy? Con gà của hôm qua. Còn mấy đứa trẻ con không ăn à? Vừa ăn rồi. Bố, anh vừa anh sáng ăn à? Ăn mì tôm á? Đâu thử miếng cá mắm nè của Bắc Hà Đồng Nai này. Đấy. Ăn hết chưa? Vẫn còn một tí à? May có cá làm nhà tiết kiệm hơn. À anh sáng ăn cá? Ừ.
Cá mắm ngon đấy. Bà không ăn được cá. À, bà không ăn được cá các bạn. Không quen nữa. Cá này ăn với mẻ mén hợp đấy. Ăn xong nghỉ ngơi tí làm tiếp. Mẹ con đấy trêu nhau khóc. Mẹ mén tuyệt vời. Giờ thì đi cá lại chịu cái cá nhưng mà lâu rồi quên chơi nhìn nhé rồi. Hôm trước bác chữ xây trùng mạch mấy viên gạch kia sửa lại cho anh xuống. Chỉ có 2 viên thôi. 2 viên thôi gì? Đấy là ngay bên cửa thôi. À. Đấy xong em không trực tiếp đây thì anh ở đấy anh xem mọi người đến giúp giúp nhưng mà phải làm chuẩn chuẩn tí nhá. Không là nhà mình hỏng hết đấy. 2 viên thôi gì? À. Chắc là hôm qua bác chữ lại làm nhầm bác chữ. Biết làm một tí thôi. Anh xà không ăn được cá. Sao không ăn? Ăn mì. Thèm ăn mì à? Ui dồi. Ấy, cả anh vừa cũng ăn mì. Thảo nào thấy đi hái ớt. Chắc định làm tí cay cay ấy. Ăn mì với cơm, ăn bún thôi á. Ui dồi. Có uống rượu à? À thảo nào uống rượu ấy bảo cho thêm cái cay đấy, nạp thêm mẻ mén các bác. À múc thêm mẻ mén. Hiện tại thì mọi người vẫn đang ăn cơm xong một lúc nữa là nghỉ trưa các bác. Trong cái buổi sáng hôm nay thì cháu Linh quay trở lại gia đình nhà bé Thò để quay video cho tất cả bác biết về quá trình làm nhà. Hiện tại là cũng đã làm là chuẩn bị là chiều nay là gia đình nhà bé Thò là cũng sẽ bắt đầu là tiến hành là đổ dầm thôi. Đó. Trong chiều nay là chắc là đổ dầm luôn nhờ anh vừa đúng không? Đổ luôn đúng không? Chiều nay là mọi người cũng sẽ bắt đầu là đổ dầm luôn nha các bác nhá. Đó. Thì khả năng là đổ dầm thì ngày mai nữa thì sẽ bắt đầu là lên gạch. Đó thì cái quá trình làm nhà thì chỗ gia đình nhà bé Thò thì sẽ vẫn phải là dây xây rộng cái phòng ra đủ cho 3 mét để cho nó rộng rãi cho gia đình ở nó thoải mái chứ ở cái phòng 2 mét rưỡi thì nó rất là bé. Hôm trước thì cháu Linh cũng không trực tiếp ở đây thì cũng nhắc gia đình rồi nhưng mà gia đình lại chắc chủ quan thấy là 2 mét rưỡi là rộng quá. Thế là lử lên thì lử cũng không biết. Cháu Linh thì hôm đó cháu Linh lại đi về thẳng Hà Giang. Đó thì cái video trong ngày hôm nay cũng đến đây kết thúc rồi. Các bác thấy hay mình nhất thì các bác hãy đăng ký kênh, ủng hộ kênh của cháu Linh để tiếp tục đồng hành cùng với cháu Linh trên khu vực vùng cao để giúp đỡ cho bà con. Bây giờ cũng sắp đến Tết rồi, rất mong là các bác và gia đình luôn giữ gìn sức khỏe để đón Tết đoàn viên cùng với gia đình. Đó. Anh vừa mấy nữa đi cắt tóc đi xong chuẩn bị đón Tết đi nhá. Tóc dài quá đấy nhỉ? Rét quá. Rét quá. Rồi cắt ngắn đi cho nó thoáng. Thôi hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhá. Trời nắng nhiều các bác nhá. Sau khi ăn cơm xong rồi anh xà ấy ấp bó anh vừa là lại tiếp tục công việc rồi lại cấp tốc là lại vào làm dầm luôn. Đó. Trời nắng rồi đấy nhở, trời này là tuyệt vời đấy nhở anh xà nhở, ủng hộ làm nhà đấy, trời hôm nào nó cũng như thế này thì quá tuyệt vời. Mọi người sau khi ăn cơm là bắt đầu vào công việc luôn.